Simon Kin Sui là một người đàn ông giàu có sống với vợ lẽ và con trai và một cô con gái tên là Yao Loletta Lee, người được nuôi dạy như một cậu bé và không biết cách yêu. Vì anh trai cô bị thiểu năng trí tuệ, Yao muốn trở thành người thừa kế của cha cô nhưng cô cảm thấy rằng cô cần phải đến trường để được giáo dục bắt buộc. Mong muốn được đến trường của cô đã dẫn cô đến một mối tình với một học giả trẻ tuổi ham muốn, Ken Locke.